Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe tổng văn bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Nguyễn Thúc Sơn cho 4 phiên bản từ phiên bản turbo, máy dầu, máy xăng đặc biệt và máy xăng bản tiêu chuẩn Khi mà sang tháng 6 này chiếc xe Nguyễn Thúc Sơn đang có chương trình khuyến mại giảm giá sâu hơn so với cả tháng 5 em nhé Và tổng khuyến mại nó giảm giá rất sâu đi ạ Chiếc xe này Thúc Sơn nó thuộc phân khúc của dòng xe crossover đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Mazda CX-5, Kia Sportage hay là rất nhiều xe anh trường Việt Nam ạ. Ok, xin phép được đi vào chi tiết từng phiên bản ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Thúc Sơn, bản tiêu chuẩn, bản thấp nhất của dòng xe Hyundai Thúc Sơn ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 845 triệu ạ. Sang tháng 6 này thì đại lý chúng em đang giảm giá cho nhà là 45 triệu từ mặt. Số còn với giá đang là 800 triệu tròn ạ. Vậy thì chiếc xe Thúc Sơn bản tiêu chuẩn này lăn bánh ở nội thì đang là 924 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 887 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì là 904 triệu và ở Thành Hồ Minh thì là 907 triệu ạ. Trả góp thì đang là 294 triệu. Tỉnh thì đang là 258 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì đang là 274 triệu và ở Thành Minh thì đang là 277 triệu ạ. À. Còn về giá tốt hơn hay khuyến mãi nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy quyết định cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhé. Tiếp theo Tiệu cho em về một chiếc xe máy thúc sơn, máy xăng bản đặc biệt ạ. À. Với giá miết của chiếc xe này đang là 955 triệu. Sang tháng 6 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 885 triệu nhé giảm giá sâu hơn rất là nhiều so với cả thằng 5 uh, năm đấy ạ. Vậy thì chiếc xe máy Thục Sơn máy xăng bản ở biển này năn bánh ở nội đang là 1 tỷ 022 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 983 triệu. Tỉnh áp xuống trăm thì là 1 tỷ 002 triệu. Và ở Thành Hồ Minh thì 1 tỷ 003 triệu ạ. Còn ở Trà Góp thì đang là 325 triệu. Tỉnh thì là 287 triệu tỉnh Áp Trăm thì đang là 306 triệu và ở Thành phố Minh thì đang là 307 triệu thôi ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về nhận báo giá để em gửi được các về giá xe, tổng nhân bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp. Làm sao này như nào thì anh em đưa tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp về mọi thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Tiếp theo tiêu cho về một chiếc xe máy thuốc sơn máy dầu bản đặc biệt ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 060 triệu. Sang tháng 6 này thì đại lý chúng em động bán với giá đang là 1 tỷ 003 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 57 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe máy sơn máy dầu bản đặc biệt này. Năn bánh ở nội là đang là 1 tỷ 152 triệu. Còn ở tỉnh thì 1 tỷ 112 triệu Tỉnh áp thứ trăm 1 tỷ 133 triệu Và ở Thành Minh thì 1 tỷ 131 triệu ở Còn trả góp thì đang là 361 triệu Tỉnh thì đang là 322 triệu Tỉnh áp thứ trăm thì là 343 triệu Và ở Thành Hồ Minh thì đang là 342 triệu ở các chi phí tính cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm phí chi đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Tiếp theo thiệu cho về một chiếc xe máy sơn, máy xăng bản turbo với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 055 triệu. Sang tháng 6 này thì đây chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 992 triệu thôi ạ. Giảm giá sâu hơn rất nhiều cho so với cả tháng 5 em nhé. Vậy thì chiếc xe máy thuốc sơn bản 1.6 turbo này lăn bánh nội đang là 1 tỷ 141 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 1 tỷ 100 triệu tròn ạ Tỉnh áp tuyến trăm thì 1 tỷ 121 triệu Và ở Thành Minh thì 1 tỷ 120 triệu ạ Còn đến trả góp anh em chịu bỏ ra bây giờ đang là 360 triệu thì ạ Tỉnh thì 319 triệu Tỉnh áp tuyến trăm 340 triệu Và ở Thành Minh thì là 339 triệu ạ Ok vậy sau này mình giới thiệu cho anh em về giá xe Tổng vấn bánh chương trình khuyến mại rất là trí thức thể rồi vậy sau này xin phép em sẽ dùng rào đây anh em có thì hay thì bấm like đăng ký kênh em nhá để em sẽ cập nhật về giá xe trong dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau để cho Sơn lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ok xin phép em sẽ dùng rào đây ạ chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em đã sau này cả mạng